Hello hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Thư Tình Gửi Một Người. Thư Tình Gửi Một Người là chuyên mục mở ra nhằm chia sẻ những câu chuyện, những tâm tư tình cảm mà bạn không biết chia sẻ cùng ai. Và cứ vào mỗi cuối tuần thì Thư Tình Gửi Một Người lại có một số gửi đến cho mọi người. Nhưng hôm nay không phải là một cuối tuần. Và lá thư ngày hôm nay cũng không phải từ mọi người. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2019. Và lá thư hôm nay là lá thư của Yến gửi đến cho mọi người. Mọi người đã như thế nào trong năm vừa rồi? Bạn đang cảm thấy buồn, cô đơn, lạc lõng, hay là có thể thở phào vì mình đã vượt qua hết thảy những khó khăn mà tưởng chừng như không thể? Nếu bạn đang xem video này hoặc nghe nó thì mình dừng lại và thở một hơi thật dài nhé. May quá, mình đã đủ mạnh mẽ, can đảm để vượt qua một năm đầy những khó khăn rồi. Tốt. Bạn có thể cảm thấy cô đơn trong giây phút này, bạn cũng có thể cảm thấy lạc lõng trong giây phút này. Nhưng bạn biết không, học cách làm một người trưởng thành không phải là chịu đựng nỗi cô đơn của bản thân mình, cũng không phải là gánh gồng tất cả những cảm xúc, mà là một người trưởng thành là lúc mình có thể nhìn mọi thứ bằng một góc rộng hơn, bằng cảm xúc tích cực hơn. Nếu bạn đang thất vọng bởi vì người yêu của mình chia tay với mình thì hãy thở phào một cái đi, vì mình đã kết thúc một cuộc tình không có nhiều niềm vui và có một chàng hàng tử đang đợi mình ở phía trước. Nếu bạn đã từng thất nghiệp hoặc đang thất nghiệp thì hãy thở phào đi, hãy ăn một cái Tết thật ngon với gia đình để có thể có năng lượng cho một năm sau. Hy vọng là bạn tìm thấy một công việc tốt hơn, nhưng chắc chắn là bạn sẽ tìm thấy một công việc tốt hơn nếu như bạn sẵn sàng cho việc đó. Nếu như bạn đang túng quẫn về tiền bạc hoặc là về một mối quan hệ nào đó thì hãy nghĩ rộng ra bằng lòng từ bi bên trong của mình. Đừng xét nét mọi người nữa, đừng lo lắng về những nỗi bất hạnh xung quanh mình nữa, rồi bạn sẽ vượt qua hết tất thảy mọi thứ và sống một cuộc sống tốt hơn. Bên trong của mình đôi khi sẽ có những nỗi cô đơn, những lần lạc lõng vì không hòa mình được vào đám đông. Nhưng không sao, thay vì mình bất hạnh với sự cô đơn đó, hãy nghĩ chậm lại một chút và nuông chiều cái nỗi cô đơn của mình. Vì biết đâu trong phút giây cô đơn đó, mình tìm thấy một hơi ấm từ một người bên cạnh, từ một liên kết xa xôi nào đó, hoặc là mình cảm thấy bản thân mình rộng hơn. Tụi mình vừa đi qua một thập kỷ, tụi mình nhận ra là có quá nhiều thứ xảy ra trong cuộc đời của mình. Nhưng bây giờ mình điểm lại nhé. Nếu như một năm vừa rồi toàn niềm vui thì chắc chắn là năm vừa rồi rất nhạt nhẽo. Những bất hạnh, những khó khăn, nó là những điểm xuyến rất đẹp trong cuộc đời của mình. Và hôm nay bạn nhìn lại để cảm thấy là mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Và chúc bạn một năm mới thật nhiều mạnh mẽ nha.